để em nó đưa ra cái chủ đề xong anh phân tích này, nó so sánh cái vụ mà cái thằng mà đi cướp tiền để mua hai ổ bánh mì á thì phải đi tù 7 tháng, mà cái đứa này đi ăn trộm thì 150k 60k á, thì lại được nhiều người quan tâm ủng hộ. Đấy thì theo quan điểm của em anh Trung Phan ạ, ở luật nó có rõ ràng rồi, hành động cướp giật và gây nguy hiểm cho người khác thì nó là cái hành động nó tội ác, còn cái em này ăn trộm thì nó lại chưa đến cái mức hình sự. Chúng nó đang xuyên tạc là người ta có cướp hai ổ bánh mì thì tù 7 tháng, mà đứa này mà ăn trộm đến tận 160k mà lại được mọi người ủng hộ. Đấy thì anh em cứ phản biện về cái đấy thử xem nào, cho mọi người biết Anh nó nói so sánh một thập tiếng, tại vì nó có pháp luật anh Chu Phan ạ. Cái đúng tội không, cướp giật khác. thì Lan Hoàng đưa ra thì cho mình nói trước đi. Bây giờ như này, tức là mình đánh giá về bản, bây giờ mình đánh giá trước khi mình đánh giá về cái vụ việc, hai vụ việc này so sánh hai việc, mình đánh giá về bản chất của các anh Trung Cộng đã, phải không? Bản chất của anh Trung Cộng, để mình đưa bản chất anh Trung Cộng trước xong mình đánh giá hai vụ việc sau, tức là bản chất của anh Trung Cộng, tức là đưa những cái sự việc ra để nhân danh hoa nói xấu pháp luật, nói xấu về về nhân dân ra, nói xấu chính quyền ta. Thứ nhất là họ không biết, Đấy thứ thì nhất là mình người chỉ đúng nói rồi, người biết là khía cạnh chúng nó đang xuyên tạc về pháp luật của Việt Nam là không công bằng, mới cả làm mù nhìn vì một thằng nó cướp hai ổ bánh mì nó chỉ đáng độ 10.000 mà nó không phải thì đi tù 7 nên tháng. nói anh đã nói rồi thôi, em để anh nói, em nói rồi, bây giờ anh nói nghe. Thứ nhất mình phân tích về vụ việc đó thì mình phải đánh giá bản chất của những người này đã, thì đánh giá bản chất người này là những người, là những người vô học, những người Trung Quốc này là những người vô học, không hiểu pháp luật, không hiểu mặt xã hội, đâm ra đưa những sự việc ra so sánh nó bị khập khiễng. Có phải em hiểu ý anh không? Ý anh là đánh giá bản chất của những người này này, đánh vào cái bản chất của nó mới là cái xấu xa của nó. Thì cái vụ việc thì em Bùi Tùng với em là em Lan Hoàng bàn sau, tức là bản chất của những người Trung Cộng ra là họ toàn lấy những vụ việc ra để họ so sánh, để họ xuyên tạc. Có những người biết thì cố tình xuyên tạc, có người không biết về pháp luật Việt Nam. Họ có mình họ có, mình phải đánh giá bản chất của họ. Họ là cái điều là đạo về và đạo đức họ rất là kém, về mặt xã hội và mặt hiểu biết xã hội rất kém, vì họ những thành phần ở trong nước thì chuyên môn đưa tin đưa băng nước ngoài lấy tiền, còn thành phần nước ngoài chuyên đi làm thuê làm mướn, ngày làm mười mấy tiếng, ngày làm từ 7 tiếng, ít nhất là 7 tiếng, 10 tiếng, 70 tuổi còn đi làm, xong rồi quay ra là thù hằn đất nước ta, thù hằn nhân dân ta, là xuyên tạc. Có cái vấn đề của vụ việc thì bây giờ mình tra nói thì nhân dân trong nước biết rồi, tức là người ta bỏ tù hoặc không tù, tôi xét là hành vi tội phạm. Em Bùi Tùng, em Lan Hoàng ạ, hành vi ông cứ hai đồ bị truy làm tiền cái chỉ đáng có 10 ngàn, mà cái hành vi của hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, gây nguy hiểm cộng đồng, gây nguy hiểm cái người bị cướp. Còn cái anh lấy 60 k, anh đi làm chỉ là một cô thiếu nữ không biết gì thì gọi là ăn trộm thôi, nhưng mà ăn trộm đây là do một là nghèo khổ, hay là do không hiểu pháp luật, có phải không? Pháp luật Việt Nam nó xét là mặt hành vi đó. Và hành vi ông, và hành vi có thể hành vi ông đe dọa cảnh sát mới là hành vi không, người ta đã bỏ tù rồi, có phải không? Đã là hành vi được, chỉ cần đe dọa thôi, chỉ cần có cái hiện tượng thôi người ta đã bỏ tù rồi. Nhưng mà cái bên Trung Cộng đang là thực tế là cái bản chất như vậy. Cái hai là có nhiều đứa nó không biết, tức là không biết pháp luật, không biết xã hội, không biết về mặt vĩ mô, không biết về văn hóa, không biết lịch sử, cứ lên này nói phứa rồi, nói càn thôi, tức là cứ đưa một việc lên là đánh giá nó càn, là so sánh tầm vậy, tức là họ so sánh cả Mỹ, Nhật, Việt Nam mà, có phải không? Có phải em buổi tối có Dạ so đúng sánh anh. nhiều cái rất là ngược đời, tức là con người bản chất họ đã không có đạo đức rồi, đã ngu si đần độn. Mình phân biệt là phân biệt đi đúng một bản chất của họ, còn vụ việc thì nó đơn giản thôi. Em Lan Hoàng cứ nói mình quay về mình so sánh vụ việc đó thì đơn giản, có gì đâu mà Ông anh Trung Phan ạ, à, em chỉ đang nói là cái bọn nó đang lấy cái việc, cái bản chất hai sự việc nó hoàn toàn khác nhau, xong nó cho so sánh, nó quy đồng, nó bảo cái đứa ăn cắp nhiều thì lại bị tội ít cái đứa, nhưng mà nó không biết là cái hành vi người ta xử là xử cái hành vi. hành Ví dụ như vi. anh em nói thật với anh Trung Phan và mọi người này, cái hành vi mà đi cướp giật đồ ấy, mà đe dọa tính mạng và nguy hiểm với người khác, chưa cần cướp được đồ anh đã cấu thành cái tội hình sự rồi, đúng không Mới anh đi Trung ăn Phan? thì đã tù rồi, mới đi ăn, anh vừa nói em mới đi Đấy, ăn thôi em bảo đó. là chỉ cần cầm cái mã tấu hay là cầm con dao hay cầm khẩu súng dọa người ta, chưa cướp được đồ đã cấu thành tội phạm hình sự, còn cái việc ăn cắp thì nó lại là khác. Đấy Đúng thế chúng nó, không? em ý em đang nói là chúng nó lấy hai cái sự việc để đánh cháo khái niệm là cái vật chất, để nó đánh cháo khái niệm về cái hành vi, anh Chu Văn hiểu không, chứ không phải là em cố xăm soi về cái hành cái vật chất, mà em để chúng nó nói là cái vật chất để nó
phủi bỏ cái hành vi. Còn bây giờ nếu mà đi cướp bánh mì mà cầm dao, cầm súng hay là cầm gì để dọa người ta cướp, ví dụ như là nó quy ra bánh mì thôi nhưng nó cướp cái tiền của tủ bánh mì, nó chỉ đáng còn được 2 ổ bánh mì xong bắt đầu, nhưng mà nó đe dọa đến tính mạng, đúng không ạ? Đúng rồi, vì mấy ông trong quận ra là ông không hiểu từ hành vi. Hành vi có nghĩa ông đi xin một bánh mì thôi, ông phùng mang máu rồi xin về đi ăn tan đã bị tù rồi, chưa cần ăn cướp. Đúng chưa rồi. Cần ăn. Còn nếu mà ông ăn trộm hai bát đi ăn nhà hồ ra ăn ta bắt rồi cướp hai ổ bánh mì nó lại là khác, đúng không? Đúng rồi. Cho nên là chúng nó cứ nói là cướp hai ổ bánh mì đi tù, mọi người ăn hối lộ mất mấy triệu bị tù, nó nghĩ là chúng nó tù lên. Đúng rồi. Cũng nói là em vừa nói đi. Em thì thấy cái thủ thuật này tụi nó cũng sử dụng nhiều rồi. Cái thứ nhất là cái gì? Cái thứ nhất là nó lợi dụng một bộ phận người dân mình á, kiến thức pháp luật chúng ta yếu kém, những nhiều người ta yếu kém không có cập nhật được về về pháp luật, về những cái chi tiết trong cái những cái đạo luật của mình. Đó thì đó là, như các anh nói là về vấn đề hành vi đó. Cái thứ hai là trong cái những cái lần mà nó đăng lên trên các cái Facebook hay là YouTube á, thì các anh sẽ thấy là tụi nó luôn luôn dùng cái câu chữ để tụi nó biết khuếch tán cái thông tin. Ví dụ như tụi nó khi mà tụi nó đưa cái tình huống đó, tụi nó lúc nào tụi nó cũng khoét vào cái chuyện là ổ bánh mì bao nhiêu tiền, ổ bánh mì bao nhiêu tiền, hay là cái đứa trẻ đó cướp cái gì, cướp bao nhiêu tiền. Tức là nó đánh vào, đánh lạc hướng cái dư luận ra, đánh lạc hướng cái suy nghĩ của con người mình. Thay vì là tụi nó nói về cái hành vi thì tụi nó lái sang cái vật chất. Cái vật chất bị mất trong hai cái vụ việc trộm cướp đó thì ngẫu nhiên là đa số người dân Việt Nam mình thì người ta dễ lắm anh. Khi mình đọc một cái thông tin mà người ta nhấn ở đâu là mình sẽ nghe ở đó. Một cái câu nào cũng vậy, mình nhấn ở đâu thì mình sẽ nghe ở đó. Và rất dễ là mình bị đánh lạc hướng ngay. Đánh lạc hướng ngay rồi cộng thêm cái chuyện là kiến thức pháp luật. Em nói thật với các anh á, rất nhiều người kiến thức pháp luật hỏng cực kỳ lớn. Nhiều người Việt Nam mình á, kiến thức pháp luật rất hỏng rất là cực lớn luôn. Ví dụ như em nói hơi đánh lẻ xíu nha, là mới đây á, là nhà nước mới ban hành cái nghị định 93 về cái gọi là khuyên góp từ thiện á. Mà em hỏi nha, em hỏi nguyên hầu như em hỏi mấy người thân người bạn của em, không ai biết luôn, không ai biết luôn. Mà cái chuyện đó mới đây là chính phủ mới làm lại cái nghị định 93 đó, mà em hỏi không, hầu như không ai biết hết. Thì các anh thấy là cái chuyện mà lợi dụng về cái vấn đề thiếu cái kiến thức pháp luật của người dân Việt Nam thì tụi nó khai thác rất là triệt để về cái điểm yếu này. Mà cái vấn đề truyền thông của mình về kiến thức pháp luật thì em nghĩ là cũng hơi đang còn nhiều cái vấn đề chưa tốt lắm, cho nên là tụi nó cứ khai thác thôi. Nhưng mà em nghĩ là khi mà phản biện rồi thì nhiều người họ sẽ tỉnh ra, họ sẽ biết ra được cái sự thật. Cũng giống như cái vụ mà em thấy cái vụ mà cái bò giác vàng đó, cũng hồi đầu cũng nhiều người cũng bù khu vô lắm, nhưng mà riết là khi mà truyền thông của mình rồi với một số kênh YouTube người ta phản hồi lại, người ta phản biện lại thì ta thấy cái chuyện đó nó hoàn toàn là sai lệch. Những cái thông tin mà đưa ra là nhằm bôi xấu như vậy là hoàn toàn sai lệch, và rất là nói chung là em thấy là cũng rất là dễ bây giờ là bị phát hiện ra rồi. Nói đi à. Ê, anh Trung Phan này, có anh Việt Roy đây này, là người nước ngoài này, thì anh ấy sẽ hiểu hơn là cái tội mà cầm súng dí đầu người ta cướp một sen thôi nó sẽ khác với cái tội mà ăn trộm, đúng không anh Việt Roy? Cướp giật nó khác với trộm cắp, mà trộm cắp thì lại vì cướp giật mà lại còn gây nguy hiểm người khác thì đi tù. Chúng nó đấy thì nãy giờ anh Trung Phan nói và Bùi Tùng và anh em nói rồi, cái tội của em bé này là thôi thì nó chót dạ mà nó không ảnh hưởng gì đến tính mạng của chủ quán cả, nó chỉ hại vật chất có 160, nhưng cái thằng cướp bánh mì nó gây nguy hiểm cho xã hội, cướp nó khác mà. Thì anh em mình nói rồi đúng không, anh mà đe dọa người khác chưa cần cướp được đã cấu thành tội hình sự rồi.